Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi. Ở lần này thì Khả sẽ đi phát sáng cây bột khế nha mọi người. Đây, cây đào của Khả đây. Hãy đi phát sáng cây đào này, không biết là phát sáng ra màu gì. Mà trước mắt thì mình cứ chuẩn bị tiền rồi mình đi phát sáng thôi. Khả chuẩn bị một ca vàng và một ca su. Xong này đi giao tấu nha mọi người, tại vì Khả chưa xong giao tấu đó mọi người. Tranh thu giao tấu nữa nha mọi người. Hôm nay đánh bút đại cho bang này nó là thời gian rất là hiếm, không đủ thời gian. Ra luôn này. Rồi, việc sáng. Cái đâu vậy? Hỗ trợ một hóa nhân. Ok. Trâm sung. Rồi, gì vậy? 30 ô à? Vái mà. Phá vũ khí mà cũng cần 30 ô. Ok em ơi, đây, ta muốn phát sáng vũ khí. Đọc hiểu gì đấy, bỏ cái cần này. 3.000 xu, ok, đi làm 3.000 xu. Đi đổi xu. 1.000 là thiếu nha anh em. 3.000 xu mới đủ, ok, mà đi đổi thêm xu rồi. Đao này đánh sập server vẫn tốt nè, vẫn ngon lắm nè. Cho con lung đao. Vẫn đẹp. Cái này thì con lung đao đặng móc rồi nè. Đặng móc rồi. Sát thương 31 khác thì đồ tím đâu. Còn ví dụ như ép lên 50 nữa thì cái này thua thôi. Đó. Trong tầm này là ổn định rồi nè. Cái này khá sẽ ép như con lung đao, phải chơi con lung đao. Nãy nạp thêm ít kim nữa chưa lấy nè. Rồi. Rồi, vô. Em phát sáng anh em ơi. Không biết màu gì đây. Khải thích màu vàng hay màu tím nè. Vàng hay màu tím. Nói chung là nó rất nhiều màu anh em. Rất nhiều màu. Bỏ cái vũ khí này. Gì? Để vào ô vuông mới có thể nâng cấp. À, bỏ thiệt tinh vào luôn nè. Áo và ta. Bỏ thiệt tinh vào luôn nè. Ta muốn phát sáng vũ khí. Bỏ thiệt tinh vào. Khải sẽ bỏ vô. Nằm đá bắt sáng. Bỏ hết vào mới được. 3.000 xu. Phát sáng được cái đẹp anh em. Được cái đẹp. Rồi thành công. Không biết màu gì đây. Không biết màu gì đây. À, màu vàng. Anh Phong Kai ơi, Phong Kai ơi. Nghe rồi. Em thành màu vàng giống Tâm Thánh nha, thích không? Hợp lý. Cái đàn Tâm Thánh nhìn nó như kiểu đính kim cương. Đó. Đó. Trời ơi, chỉ có lông đao đâu nha anh em. Anh đang ơi, Phượng Tường bán ngựa giao dịch luôn ghi anh. Chỉ có lông đao đâu, hợp lý không nè. Nó bán 10 kim đấy. Ờ à, đấy, mày cầm. Nhưng mà mày đổi phái cho anh rồi thì mày mua kim đến gì. Hợp lý luôn. Ừ, đúng không? Cái xe đồ với cái mi rồi. Phát sáng vàng rồi em ơi. Mấy đúng không? Anh vừa nghĩ ra mày đổi phái, đổi con Ami này thì cần gì phải cầm cái kiếm đấy. Mày mặc một set nhu tình nhá, đúng không? Gặp cái mũ Ami đúng không? Mày đó. Cái cần gì cái kiếm đấy làm gì? Mày đẹp anh em, đó. Rồi sao? Dạ, em cho anh em mới chụp luôn. Ờ, em mới chụp luôn. Anh định chụp luôn. Đã đầu nó cho anh em mới chụp chứ. Ờ. Chứ thì nhưng nghe mày kiếm chứ mày phí. Mày này đông quân. Trời ngon. Ngon. Đi liên đấu nghe mày chụp hay bị ngon luôn ấy. À nghe giờ nghe mày chụp nữa, anh Phong Ca hay anh đi liên đấu chung nữa, easy luôn. Nhưng mà anh đi nghe đi với anh Phong Ca rồi sao? Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà mày về mày chụp anh mày được cái phái nào khác chứ để đây bắt lỗ bắt bài đấy. Ok đẹp không? Thằng này bắt bài đấy. Anh em thấy đẹp không anh em ơi? Quá đẹp luôn này. Đó, cái phát sáng là được cái này. Đó, chém vàng vàng đó cho anh em. Đó, nãy anh em hỏi phát sáng được gì không. Đó, anh em thấy đẹp không? Cái đao phát sáng màu vàng lên này. Khác đao thường này, thấy chưa? Giống như là một cái đao hồng kiều môn phái. Giống như một đao hồng kiều môn phái, đúng chưa? Đó, xong rồi chém nó có hiệu ứng này. Đó, chém này. Thấy chưa? Anh em thấy đẹp chưa? Đó, ok. Đó là phát sáng anh em. Tốn hết một ca dạng là khoảng 60k viêm đồng. 3 ca su là khoảng tầm 200.000 nữa. Là 350. 350 gồm 3 viên thủy tinh này. Ép phát sáng hết tốn khoảng tầm 400k viêm đồng anh em ơi. 400.000 viên đồng, tương đương khoảng tầm hơn 5 kim.
Rồi, nói chung đẹp rồi, đẹp trai rồi. Anh em đang xem video này đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ cho anh em ơi.